đạp ngã Đinh Tiến Dũng, giờ là lúc cả đàn tranh nhau giành ghế. Sáng ngày 25 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tổ chức hội nghị lần thứ 18 để bàn về việc triển khai các nội dung tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp. Trong hội nghị này, bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư thường trực, chính thức được phân công điều hành Thành ủy Hà Nội. Hội nghị này chỉ là hợp thức hóa quyết định của Bộ Chính trị đã đưa ra trước đó. Được biết, đây là giải pháp tạm thời, tương tự như ông Trần Quốc Tỏ được phân công điều hành Bộ Công an trong thời gian rất ngắn để chờ có bộ trưởng mới. Việc phân công Phó Bí thư thường trực điều hành công việc tạm thời cho thấy một lần nữa Bộ Chính trị lại bế tắc trong việc chọn người thay thế. Ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội thường có cơ cấu để vào tứ trụ trong tương lai, cho nên phe nào cũng muốn đưa người của mình chám vào. Hiện nay vẫn chưa có ứng viên nào sáng giá cho chiếc ghế này, có lẽ đợi kết quả từ những trận thư hùng sắp tới mới có thể xác định được người ngồi vào vị trí này là ai. Khi Đinh Tiến Dũng ngã ngựa, có nguồn tin cho biết một ủy viên Trung ương Đảng người dân tộc thiểu số là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang sẽ được bổ sung vào Bộ Chính trị để tiếp quản chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa thấy có động tĩnh gì của Bộ Chính trị để chuẩn bị cho nhân vật này nắm ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội. Thật ra, một vị trí dành cho ủy viên Bộ Chính trị nhưng lại chọn một ủy viên Trung ương Đảng ngồi vào cũng không phải là chuyện hiếm. Vào hồi tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nên, khi đó đang là ủy viên Trung ương Đảng, về nắm chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Nguyễn Thiện Nhân. Sau đó đến năm 2021, ông Nên mới được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Hay vị trí trưởng ban tuyên giáo Trung ương thường được dành cho ủy viên Bộ Chính trị, nhưng năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, khi đó mới chỉ là ủy viên Trung ương Đảng nắm giữ, và phải 3 năm sau ông Nguyễn Trọng Nghĩa mới vào được Bộ Chính trị. Mới đây nhất là trường hợp của ông Lương Tam Quang, ủy viên Trung ương Đảng được bổ nhiệm vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, một vị trí dành cho ủy viên Bộ Chính trị. Hai trường hợp đầu ông Trọng bổ nhiệm vào lúc thế lực của ông đang mạnh nhất, ông có đủ sức để dẹp bỏ tiền lệ, dẹp bỏ quy trình để bổ nhiệm. Còn trường hợp của ông Lương Tam Quang là do Tô Lâm ra tay, cũng vào lúc mà thế lực Tô Lâm là mạnh nhất. Tương tự ông Trọng, Tô Lâm cũng chẳng xem tiền lệ và quy trình bổ nhiệm ra gì, để đòi Bộ Chính trị phải bổ nhiệm Lương Tam Quang cho mình. Như vậy, nếu một ủy viên Trung ương Đảng thay thế vị trí ông Đinh Tiến Dũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nếu có một phe nào đó đủ mạnh để buộc phần còn lại phải chấp nhận. Tuy nhiên, việc ủy viên Trung ương Đảng, người dân tộc thiểu số theo đồn đoán sẽ thay thế cho ông Đinh Tiến Dũng vẫn chưa thể ngồi vào ghế trống thì xem ra phe ủng hộ ông này không đủ mạnh. Từ nay đến hội nghị Trung ương lần thứ 10 còn khoảng 4 tháng nữa. Trong thời gian này, các phe phái thường tranh thủ vừa đánh nhau vừa đàm phán thì mới thỏa thuận được về nhân sự thay thế. Bên cạnh đó cũng không loại trừ khả năng 4 tháng sau đánh đấm vẫn chưa xong. Hiện nay chưa thấy phe nào nổi trội và cũng chưa thấy nhân vật nào sáng giá nổi lên, cho nên cung đình sẽ lại mất nhiều thời gian cho công việc chọn người. Giờ đây thượng tầng chính trị của Việt Nam như một mớ hỗn độn vậy, chỉ thấy đánh nhau rồi giành giật chức quyền mà chẳng có chút đồng thuận nào cả. Họ chỉ có một đồng lòng duy nhất, đó là đồng lòng chống dần. Còn vấn đề quốc gia đại sự họ xem không quan trọng bằng những trận thư hùng để tranh giành quyền lợi cho mình. Đất nước này đang thả trôi trong vô định bởi cái đảng ô tạp như thế đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin đạp ngã Đinh Tiến Dũng, giờ là lúc cả đàn tranh nhau giành ghế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Thích Trân Quang mua bằng hay Đại học Luật Hà Nội cúng dường bằng tiến sĩ. Mới đây, cộng đồng mạng nó xôn xao về bằng tiến sĩ luật mà ông Thích Trân Quang đã tốt nghiệp ở Đại học Luật Hà Nội. Câu hỏi đặt ra là ông Thích Trân Quang tốt nghiệp Đại học Luật vào năm 2019 hệ tại chức, nhưng chỉ 2 năm sau ông đã có bằng tiến sĩ, không qua đào tạo hệ thạc sĩ. Điều đáng nói là thời gian học tiến sĩ ngắn kỷ lục, chỉ có 2 năm. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2021,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư số 18/2021 về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Theo đó, yêu cầu chung với người tự tuyển và đào tạo trình độ tiến sĩ như sau. Thứ nhất là đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên, ngành phù hợp. Thứ hai là đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển. Thứ ba là phải có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo, định hướng nghiên cứu hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố hoặc có thời gian công tác từ 2 năm, tức là 24 tháng trở lên, là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ. Có một bài báo hoặc bài báo thuộc lĩnh vực nghiên cứu đăng ở tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành, có phản biện trong thời hạn 36 tháng, tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Cũng trong thông tư này, Bộ Giáo dục Đào tạo quy định thời gian đào tạo tiến sĩ tối thiểu là 3 năm. Như vậy, câu hỏi đặt ra là vì ông Thích Chân Quang không qua hệ đào tạo thạc sĩ, thì ông phải tốt nghiệp đại học loại giỏi chuyên ngành luật. Qua các bài viết giảng Phật Pháp của ông lưu truyền trên mạng xã hội cho thấy khả năng phân tích của ông rất kém cỏi, thiếu tính khoa học. Hơn nữa, một học viên đại học tại chức có thể nhận được bằng tốt nghiệp loại giỏi hay không? Giả sử bằng cử nhân luật của ông Thích Chân Quang là loại giỏi, thì Đại học Luật Hà Nội giải thích như thế nào trước công luận khi ông Thích Chân Quang nhận bằng tiến sĩ luật chỉ sau có 2 năm tốt nghiệp đại học? Liệu ông Thích Chân Quang có thực sự học hay không, hay chỉ mua bằng rồi bảo vệ luận án tiến sĩ một cách qua loa như các lò ấp tiến sĩ khác? Đề tài luận án của tiến sĩ của ông Thích Chân Quang là nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và Việt Nam. Đề tài này được đăng công khai trên mạng xã hội, cùng với đó là clip về ông Thích Chân Quang trình bày trước hội đồng khoa học của nhà trường. Ông Thích Chân Quang lập luận rằng nghĩa vụ luôn phải đi đôi với quyền, và ông cũng cho rằng luật pháp quốc tế nói về quyền quá nhiều mà quên mất nghĩa vụ. Theo quan điểm của ông, nghĩa vụ và quyền luôn đi kèm với nhau, dính liền với nhau, đây cũng là điều mà chế độ cộng sản luôn tuyên truyền. Thực tế, quyền con người là quyền phổ quát, không đi kèm với bất kỳ nghĩa vụ nào. Đã là con người thì đương nhiên được hưởng quyền con người. Quyền con người bao gồm quyền của những nhóm yếu thế như quyền trẻ em, quyền của người thiểu số, quyền của người bản địa, vân vân. Đã là nhóm yếu thế, không có hoặc rất ít khả năng tự vệ, nhưng không thể đòi hỏi nghĩa vụ gì ở họ. Ngoài ra có những quyền lớn lao hơn như quyền độc lập dân tộc cũng không thể đi kèm điều kiện. Trong bản tuyên ngôn độc lập ông Hồ Chí Minh đã đọc vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 có trích tuyên ngôn độc lập của Mỹ vào năm 1776 như sau. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Như vậy rõ ràng, ông Hồ Chí Minh đã thừa nhận những quyền phổ quát của con người không cần phải có nghĩa vụ mới được hưởng những quyền này. Vậy thì luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang khác nào vào mồm ông Hồ Chí Minh? Có thể nói lối tư duy của ông Thích Chân Quang cũng mang hơi hướng tư duy của Cộng sản, lệch lạc và áp đặt. Có lẽ vì vậy mà ông được nâng tầm thành tiến sĩ chăng? Tuy nhiên, dư luận vẫn đợi câu trả lời từ phía chính quyền về quá trình làm nên cứu sinh của ông này có gì tất khuất hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Thích Chân Quang mua bằng hay Đại học Luật Hà Nội cúng dường bằng tiến sĩ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de